giấy phép hoạt động số 00198 VBGBHD ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cấp cho phòng khám da liễu Dr. Lena trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Dr. Lena có địa chỉ tại số 42 đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Phúc. Được phép hoạt động các hạng mục điều trị kỹ thuật về da và người chịu trách nhiệm về chuyên môn kỹ thuật là bác sĩ Nguyễn Văn Chiến. Ngày 6 tháng 8 năm 2020, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã có công văn số 1626 STI QLHNID về việc tiếp nhận thông tin đăng ký hoạt động của cơ sở dịch vụ thẩm mỹ của công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Dr. Lena với cùng địa chỉ tại số 42 đường Nguyễn Tất Thành, xã Định Trung, thành phố Vĩnh Phúc. Theo ghi nhận của nhóm phóng viên Pháp luật Media, báo Pháp luật Việt Nam, giấy phép cấp một đằng nhưng phòng khám da liễu Dr. Lena và cơ sở dịch vụ thẩm mỹ lại thực hiện một nẻo và thực hiện nhiều hạng mục vượt quá quy định cho phép. Trong vai là khách hàng đến phòng khám để được tư vấn làm đẹp, nhóm phóng viên Pháp luật Media không hề thấy có sự xuất hiện của bác sĩ Chiến tại phòng khám. Thay vào đó là một người phụ nữ xưng là bác sĩ Liên, người này nhận mình là chủ phòng khám và có thể thực hiện nhiều hạng mục làm đẹp cho khách hàng ngay tại phòng khám, bao gồm cắt mí mắt, cắt cánh mũi, cắt vùng kín và tiêm filler làm đầy nếu khách hàng yêu cầu. Tuy nhiên, những hạng mục này lại không được Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép. Để tìm hiểu rõ hơn về chứng chỉ tay nghề cũng như người tự nhận là bác sĩ Liên có được phép thực hiện các hạng mục xâm lấn cho khách hàng hay không, nhóm phóng viên đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc. Kết quả cho thấy, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc không hề có bất cứ giấy phép hành nghề nào của người phụ nữ tự nhận là bác sĩ Liên. Không chứng chỉ hành nghề, không được Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép các dịch vụ xâm lấn, nhưng phòng khám da liễu Dr. Lena vẫn ngang nhiên tư vấn, quảng cáo rầm rộ trên mạng xã hội, thậm chí là ngang nhiên thực hiện các dịch vụ xâm lấn đối với nhiều khách hàng. Phải chăng phòng khám da liễu này đang coi thường pháp luật và tính mạng khách hàng? Để rộng đường dư luận, nhóm phóng viên Pháp luật Media, báo Pháp luật Việt Nam đã có buổi làm việc với người phụ nữ tên Liên tại phòng khám. Người này đã thừa nhận một số hạng mục không được Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc cấp phép nhưng do nhu cầu của khách hàng nên vẫn tiến hành làm. Đặc biệt, người này chưa hề có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn tự tay thực hiện nhiều hạng mục làm đẹp cho khách hàng. Qua tìm hiểu, người này cho biết họ tên đầy đủ là Trần Thị Liên, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn y tế Dr. Lena, người đại diện theo pháp luật của công ty. Không có chứng chỉ hành nghề nhưng lại tự xưng là bác sĩ để thực hiện nhiều hạng mục làm đẹp cho khách hàng. Được biết, tình trạng này đã diễn ra từ nhiều tháng qua nhưng Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc không hề có bất cứ động thái nào xử lý, thậm chí còn gây khó khăn cho phóng viên trong quá trình tác nghiệp. Phải chăng Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đang buông lỏng quản lý đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và dịch vụ thẩm mỹ này? Pháp luật Media, báo Pháp luật Việt Nam kính đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh Vĩnh Phúc cần sớm vào cuộc để xử lý nghiêm những vi phạm này. Pháp luật Media, báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.